Cao Minh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Global TV và câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show. Đến với chương trình thi tuyển giọng ca hay của năm 2012, bên tay phải của Cao Minh là thí sinh mang số 11. Mến chào em và em giới thiệu quý giả tên của em và nhạc phẩm em sẽ trình bày trong ngày hôm nay. Dạ, xin chào quý vị. Em là tên là Vĩnh Khoa. Bữa nay sẽ hát một bài tiếng Mỹ kêu là I'm Yours, một bài vui. Thì vui, yes. Steven, đây là lần đầu tiên em tham dự một cuộc thi như vậy hay là em đã thi tuyển trước đây rồi? Thì cũng try hát cho Vietnamese Idol, but did not make it very far. Hopefully today I could progress. Chúc mừng em và hy vọng những người bạn trẻ như thí sinh mang số 11 này sẽ đến để tham dự trong cuộc thi tuyển lần này do câu lạc bộ tình nghệ sĩ và đài Global TV phối hợp tổ chức. Chúc mừng em vào cái cuộc thi lần này và chúc em may mắn trong ngày hôm nay. Cảm ơn Khâu Minh Hưng and cảm ơn quý vị. Thank you. Và để tiếp nối học thanh xin mời thí sinh mang số 11 là Vĩnh Khoa. Xin kính chào quý vị. Bữa nay là Vĩnh Khoa sẽ hát một bài vui, một bài tiếng Mỹ. And please enjoy the moment with me, please. Thank you. You bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving my bestest. Nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Hey, hey, hey. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family. And so God forsake your right to be love, 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 love. Put your hands together for me, baby. Is short, this is our fate. I'm yours. Dooch, 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 you wanna come on? Scooch on over closer, dear, and I'll nibble on your ear. Spending way too long checking my tongue in the mirror, bending over backwards just to try and see it clearer. But my breath fogged up the glass, so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't been no reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. Is what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find the sky. The sky is yours, this is our fate. I'm yours. Thank you. Come on, quý vị. Come on. Xin anh chờ chút.
Ngọc Thanh không biết là ý kiến của ban giám khảo như thế nào, nhưng theo Ngọc Thanh thấy thì khán giả ở đây rất là ủng hộ anh. Anh nghĩ như thế nào? Cho quý vị xin Vĩnh Khoa nói tiếng Mỹ. Sorry. I hope everybody had fun. I try to really enjoy my moment up here and to sing and express the way I feel, and I hope everybody felt that way too. Thank you. Thank you. Và Ngọc Thanh xin mời ca nhạc sĩ Vũ Anh có lời phát biểu. I think this song is very suitable to you, especially your appearance. Cảm ơn ca nhạc sĩ Vũ Anh, và Ngọc Thanh cũng xin mời ca sĩ Ngọc Hà. Em có hiểu tiếng Việt không? Dạ hiểu. Giỏi vậy đó hả? Dạ, dạ giỏi. Chị không hát được tiếng Việt thôi hả? Dạ con hát được chứ. Con cũng hát được một câu nếu cô muốn con... Con hát một câu, hát một câu tiếng Việt Nam. Anh mơ gặp em, được ôm trong vòng tay người ơi. Em như loài hoa, tỏa hương dâm dịu em, làm say đắm. Anh muốn yêu em như trong giấc mơ, và hôn lên tóc em chiều mến trong tim. Nhưng rồi từ đây, cơn mơ chợt biến tan. Okay, cũng được, cũng được. Cảm ơn anh. Và Ngọc Thanh xin mời ca nhạc sĩ Diệu Hương ạ. Dì Hương nhận thấy rằng đây là, mặc dù Vĩnh Khoa hát tiếng Anh, nhưng mà cái diễn tả thật sự là hết cả cái tâm tình khi mà trình diễn. Đó là một sự thành công đầu tiên cho một người đứng trình diễn trên sân khấu khi hát rất tự nhiên và rất là tự tin, cũng như tiếng hát rất là tốt, tròn vẹn, rất là dày dặn, rất là tình cảm. Đây là một tiếng hát rất là triển vọng. Dạ, yeah, xin cảm ơn ca nhạc sĩ Diệu Hương, và cũng xin chúc mừng anh. Dạ. Yeah. Thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm I'm Yours và tiếng hát của thí sinh số 11 Vĩnh Khoa. Vĩnh Khoa cho biết cảm nghĩ của em và những lời nhận xét của quý vị khán giả và cả ban giám khảo nữa. Anh thấy những cái tràng pháo tay để ủng hộ Vĩnh Khoa rất là nhiều. Cảm nghĩ của em. Dạ, Vĩnh Khoa sẽ nói tiếng Mỹ. Today I felt very relaxed. Today I really wanted to express myself, and when I sang and I saw it through the audience, I also felt the vibe and the good feeling. So I want to thank everybody and the opportunity to let me go up and have fun. Kính thưa quý vị, thì những nhạc phẩm này câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ lần lượt giới thiệu trên chương trình chúng tôi, cũng như chúng tôi sẽ upload những chương trình này vào trang website ở địa chỉ là câu lạc bộ tình nghệ sĩ.com. Quý vị nào yêu thích tất cả tiếng hát nào của các thí sinh nào có thể vào để vote. Một lần nữa thì là tiếng hát này của thí sinh mà số 11 Vĩnh Khoa. Vĩnh Khoa, gửi lời cuối em gửi lời chào đến quý vị khán giả và có thể gọi quý vị ủng hộ tiếng hát của em. Dạ, cảm ơn Calvin Hưng, and thank you all, and please vote for me please. Chúc em may mắn. Dạ, cảm ơn. Yeah.